thì cũng tự mình bác sĩ cũng có đưa vào và cũng chú ý tốt cho kiểm soát rồi. Thứ sáu là đeo được các mắt xích các dây chuyền lây nhiễm ký sinh trùng. Thứ bảy đeo các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố của sinh trùng, mấy cái này bạn có ca liên hệ bạn thêm đề bài các tương tác của ký sinh trùng và các cơ thể ký sinh trùng. Thứ chín là đeo được phân loại cơ bản cho ký sinh trùng. Thứ mười là đề bài các tương tác chẩn đoán điều trị và nuôi tầm của ký sinh trùng. Mười một là viết danh hóa khoa học của ký sinh trùng đúng quy định. Mười hai là vận dụng những kháng nghiệm cơ bản của hành động để tiếp thu tốt của hành động kế tiếp. Về y học của ký sinh trùng nha, một cái mặt tới từng con ký sinh trùng các em phải tìm ra được cái đặc điểm về y học của nó từng con như vậy. Và nhiệm vụ của các nhà ký sinh trùng là giải quyết mối quan hệ giữa ký sinh trùng và con người trong xã hội và tự nhiên. Để cuối cùng làm gì? Thank you.
Còn nếu một bên có lợi, một bên kia không lợi thì cũng không hẳn, hay gọi là hữu sinh. Số 1 nói là cái gì, số 2 là cái gì, 3 là cái gì, 4 là cái gì. Nghe coi.
Thứ hai là cái chủ
dầm nó các loại ký sinh trùng. Các loại ký sinh trùng. Thứ nhất là ký sinh trùng bắt buộc. Em nhớ là những cái này nó mang tính chất tương đối. Và một con ký sinh trùng nó có thể có nhiều, nằm trong nhiều cái kỹ. Ký sinh trùng bắt buộc là sao? Là con ký sinh trùng đó nếu nó còn lại bắt buộc nó phải sống ký sinh trong cơ thể. Còn nếu nó ra khỏi cơ thể thì nó là nó chết. Ví dụ như con Acaris. Acaris khi nó nằm trong ruột người thì nó sống. Nhưng mà nếu cho một liều cổ dung ra khỏi cơ thể là nó chết. Cho nên Acaris gọi là ký sinh trùng bắt buộc. Bắt buộc. Cái thứ hai là ký sinh trùng tùy nghi. Tùy nghi là sao? Tùy nghi là con ký sinh trùng đó khi thì nó sống trong cơ thể ký sinh trùng. Họ của con trong cơ thể được không phải học sẽ gắn thì con lại tập cái này nha. Cái nữa là hậu ký sinh trùng hậu là gì nghe mà bạn gặp nghe có nhìn thấy nó không không mà sao mình biết được người ta bị ký sinh trùng nào đó và cách nào nội ký sinh trùng em nói là ký sinh trùng ở bên trong cơ thể. Điều đó có nghĩa là làm sao chúng ta biết gì đó. Mình hiểu chuyện kiếm không đủ không? Tại vì chuyện kiếm không có thể nhầm giữa con ký sinh trùng này và con ký sinh trùng khác và nhầm giữa bệnh này và bệnh khác. Bởi vì do vậy muốn biết chính xác là con ký sinh trùng nào thì chúng ta phải dựa vào cái gì? Chúng ta dựa vào gì em? Nó lớn lên. Các tình huống nào chúng ta làm xét nghiệm? Các tình huống nào chúng ta làm xét nghiệm? Nó nghe coi. Các tình huống nào làm xét nghiệm mấy em? Hỏi em nói câu đi thì nó sẽ làm thành cậu con nói thì em nói thẳng với cả cậu con này em quên mất. Chúng ta làm cái gì, khi nào, khi nào đó. Tức là mình nhận biết được cái người đó có con ký sinh trùng trong cơ thể họ thì mình phải làm xét nghiệm. Như vậy, khi nào chúng ta làm xét nghiệm? Phổ biến tất cả cái gì nha em? Cái con ký sinh trùng sống đâu? Thế thì khi nào chúng ta làm cái phân? Khi nào chúng ta làm cái phân nào? Khi nào cái phân? Em nào biết? Nói nghe đi. Thank you.
Ghi là cái hình thể của một cái chi trục nào đó, đúng không em? Nói gì nữa? Mình về có tập gì không? Ví dụ như em đi đâu đó, đi lên cái chi này, của kia nó là hình thể của móc nha. Rồi, em về có tập gì không? Có làm cái gì không kia không? Yeah.
B ở
cháu. À, cô, cái này thì cô cũng hỏi như em á, nhập chưa? Hả? Ừ, hiểu chưa? Cái là ta, ta thì cháu có nghĩa là như em, à, có nghĩa tự cái, đúng không? Có vậy thôi, nha. Và trong chương trình của nó có sự phối hợp của một tế bào đơn phần tế bào cái, một giao tử lực của một giao tử cái, nha. Gọi là chương trình vũ tính, xảy ra trong chương trình vũ tính và cái đó là đã khác chương trình vô tính và không có phân biệt gì ấn tượng những cái chưa từng sống nha. Dạ, nắm được chủ nghĩa là gì nha? À, nhớ nha, chủ nghĩa là cái độ trước cái trùng ở giai đoạn gì, giai đoạn trưởng thành hoặc chưa phải là bà nha, hoặc giai đoạn đã được giống. Nhà thứ hai, nếu như cái sinh trùng B cái sinh trên cơ thể của A mà B ở giai đoạn ấu trùng hoặc là B ở giai đoạn chưa được hình giống nha, thì A được gọi là cái trùng trung gian. Như vậy cái trùng trung gian là gì? Đã bao giờ nghe trả lời không dễ gì đâu, trả lời mình tập cho quên đi rồi mình nói về bài giải lớp của mình nhà hỏi hả? Cái trùng trung gian là gì? Là cái trụ trước cái trụ của giai đoạn gì? À, giai đoạn ấu trùng hoặc giai đoạn chưa được giống nha. Để mai mốt em áp vô chương trình cũng chẳng hạn như là số test đó hả? À, đó. Thì mấy em mới biết là ai là cái trụ mẹ, ai là cái gian, đúng chưa? Ví dụ chờ thời
giờ nghe nghe cô nói về định nghĩa của tài chủ này, về những chuẩn quý sinh trùng nha. Tài chủ về những chuẩn quý sinh trùng, tài chủ nó có hai nghĩa, cái nghĩa hẹp và cái nghĩa rộng. Nghĩa hẹp đó có nghĩa là những con gia súc. Gia súc phải gì? Trung gian thì vậy, trung gian thì vậy sao nhé? Khi nào đấy em nhìn được một con virus dengue, em sẽ nhìn được cái con đó phải có thể không? Nhìn qua con gì? Con gì? Rồi, con đẹp, con gì? Như vậy, con mũi được gọi là gì? Chắc có biết tay đâu gì vậy bạn? Thương gian trình bệnh là những sản phẩm thương mềm mang cái sinh trùng từ mạng thương trùng và trong cơ thể nó được rõ chuyển qua nha. Thế thì trong thương gian trình bệnh này chia làm hai loại, một cái gọi là thương gian trình bệnh cơ, còn một cái là thương gian trình bệnh sinh học. Thương gian trình bệnh cơ học là gì? Ví dụ đơn giản là con rùa đi nha, rùa có rùa nó đậu vào cái phân của một ai đó nha, bay ra khỏi cái phân đó, dính trên cơ thể của nó một triệu phần nam huyết hay là 100,000 rùa, và nó bay lên đậu vào phân của một ai đó không chặn được cũng là một triệu phần nam huyết và 100,000 rùa. Các trường hợp này người ta gọi con rùa là con gian. Vậy chúng ta sẽ phải có
từ vị trí A sang vị trí B, và tất cả những cái giai đoạn của cái sinh trùng nó không có thay đổi gì hết, và cũng sẽ không gia tăng nhân số. Trong trường hợp đó, trung gian thì gọi là trung gian nhiều một cơ. Và trong trường hợp này thì chúng ta có thể kể đến con đùi, con dán, con kiến. Thank you.
không sinh bệnh, họ làm cho bệnh không được. Nhưng mà các bắt đầu điều trị, ta vẫn điều trị cho người lành. Nhớ nha, có hai bắt đầu. Các bắt đầu điều trị cho người sinh bệnh và một cái bắt đầu điều trị cho người không sinh bệnh. Nhớ nha. Tại vì ở thăm những người này, họ cũng mang, họ sẽ lây lan cái lành bệnh trong cộng đồng. Và các nhớ là cái lành bệnh đó khi vào cơ thể của người này, cái chỗ A thì người nó nhẹ hoặc không có triệu chứng, nhưng vào cơ thể cái chỗ B của người này phòng.
vậy nếu chúng ta nắm được quy trình phát triển thì cái bản này nè, bản cái môi trường này nè, em sẽ nắm được hai điều. Thứ nhất đây là hai phát triển phòng, thấy chưa? Và khi nó vào cơ thể con người thì chúng ta nắm được cái gì? Khi nó vào cơ thể con người chúng ta nắm được cái gì? Như con của Acadis và con Vinguris và con Pop, hai con đó đều những từ mà môi trường cách đây những chút mà như nhau nha. Nhưng mà em cho tắm sửa hai con đó thôi, hai cái bệnh này khác. Nếu như cái bên này nó giống nhau thì biện pháp phòng tránh không giống nhau, còn bên này nó khác nhau thì biện pháp phòng tránh khác nhau. Mà so sánh như vậy đó nha, thì nó sẽ rất là dễ nhớ dùng được. Nếu mà có thể ra thì bài học là được nha. Bây giờ mình nói chung trình phát triển của cái sinh vật mình rồi. Tại vì em biết là trong cái môn sinh trùng của sinh vật mình rồi có thể một cái vị trí khác là quan trọng nha. Đó. Cho nên chúng ta tìm hiểu về chung trình phát triển của cái sinh vật mình rồi. Thì trong đó có hai chương trình là các chương trình trực tiếp. Thế nào gọi là trực tiếp? Trực tiếp khi trong chương trình đó không có ký chủ không gian. Không gian là gì rồi đó mà. Cái chương trình đó không có ký chủ không gian. Thì trong cái chương trình trực tiếp đó có hai loại, cái ngắn và cái dài. Ngắn là khi nào mầm bệnh chúng ta vừa khỏi cơ thể ký chủ là ở đây diễn ngay. Ví dụ như chúng ta là con con này mầm bệnh nó vừa ra khỏi ký chủ là nó đầy nhiễm ngay, nó không có nó không cần cái giai đoạn chuyển hóa bên ngoài. Cho nên người ta gọi chương trình chuyển kim là chương trình trực tiếp ngắn. Còn dài là khi nào nó phải phát triển mầm bệnh, khi nó đau mầm bệnh nó phải phát triển thành giai đoạn lây nhiễm thì nó mới gây bệnh. Thứ hai là chương trình gián tiếp là nó có cái chủ không gian. Thì trong cái chương trình gián tiếp này có thể nó có một cái chủ không gian hoặc là có hai cái chủ không gian cho con. Bây giờ ta nói về vị trí của con người trong chương trình phát triển. Không bởi các hai từ người con người. Và người là ký chủ duy nhất. Thứ hai là không bởi các hai từ người qua động vật, từ động vật quay qua con người. Và ký sinh trùng có giai đoạn ký sinh ở người xen kẽ với giai đoạn ký sinh ở động vật. Ví dụ như bây giờ đây là chương trình của con mang thai của gan sơ gan ở trong một dài người nha, nó có giai đoạn động vật và động vật nó phải ra một phần. Thế thì cái tập này nó rất nhanh đi ra khỏi cơ thể để còn lại cái hormone thôi, và nó nằm trong nước hoặc là trong thực phẩm. Nếu chúng ta ăn một cái thực phẩm nào đó mà không vệ sinh, mà nước bị ô nhiễm thì chúng ta sẽ bị nhiễm dạng là này qua biết. Và chúng ta nuốt vào bọn này và nó cứ diễn ra, nó có thể là cái quy trình không sinh bệnh. Nhưng mà từ cái tố không sinh bệnh này, nếu như có một số nó chuyển qua cái giai đoạn sinh bệnh và nó có thể xuyên qua được ruột và nó đến các cơ quan và nó gây bệnh. Ví dụ như là nghe một phổi của anh là nói là bệnh các bệnh khác, thì đây là cái quy trình của anh ta chúng ta nói sơ gan và cái chỉ đây từ người con người nha. Đây là tổng cái vị trí của con người trong cái quy trình phát triển và người cái chủ nhân nha. Ở
em cũng mang máy làm đây là cái mô hình của con sanh dạy bò. Chúng ta nhiễm là do đâu? Ta nhiễm là do cái tác của con bò tái. Con bò thì nó có cái nang máu bụng của sanh dạy bò. Chúng ta nhiễm bò tái, nó có cái nang và chúng ta sẽ nhiễm tái là sống. Chúng ta sẽ nhiễm và chúng ta nhiễm con sanh dạy thẳng. Và trong cái trường này có một cái nhiễm con nhiễm thôi. Từ động vật nó lây qua cho người, từ người nó lây nhiễm trở lại cho động vật. Ký sinh trùng, ký sinh ở người là giai đoạn một, giai đoạn chính là động vật. Với cái đường sinh tồn của động vật, cái đường cắt quẻ là lây nhiễm cho người. Và đây là cái chương trình của sáng mai ngày mới, mấy năm sẽ học tới. Mình thấy là trong cái chương trình này nó có hai cái chủ không gian. Cái chủ không gian thứ nhất là nó, cái chủ không gian thứ hai là động vật thủy sinh. Nhưng mà chương trình này là chương trình các em. Rồi, chương trình sẽ xếp qua hàng sư tử nha. Em hình hoạt cho các em thấy. Và đây, em thấy có những cái con vật, có những con gia súc. Nó mang cái sinh trùng, nó mặt trời cười. Mày gọi là gì đây? Gọi là gì? Rồi, là tàn tử nha. Tàn tử. Bây giờ, con ra ra kinh dương cô ly. Nó ký sinh của con heo. Rồi con heo có đây, con heo. Rồi con heo nó có thể đây cho con người. Bây giờ vị trí của con người nó là ngõ cụt thí sinh, nó là bằng vừa rồi nó biết được luôn nha. Trường học của con bắt tô ca ra con vô rũa chó mèo của con mèo con chó nha. Nó có thể lây từ chó mèo qua chó mèo, nhưng mà từ chó mèo nó có thể lây qua cho người, nhưng mà khi lây qua cho người rồi nó không quay nhận được lại cho chó mèo nữa, và nó đang là ngõ cụt. Các ngõ mèo sẽ gọi là ngõ nha. Có một cái nữa là ngõ cụt trường hợp của con cần, thì chương trình phát triển của con cần nó xảy ra trên một cái chỗ. Ở đây em thấy còn những sản phẩm thực phẩm như con heo nè, con thú rừng nè, thú ăn thịt như là con chó mèo hổ báo gì đó. Thế thì ở đây em thấy là con heo này đang trong cái chuồng, chuồng có những con heo này không phải, con heo này là những con người nhưng mà nó nhỉ và chúng ta cũng thấy là tiếp tục nó mạnh. Bây giờ nếu như người ta ăn phải con heo mà có con sống thì người ta được nhỉ đó mà, nhưng mà cái người nhỉ này có những người mà hay cho cái con vật này không? Có khả năng nhiễm lại cho cái con vật này không? Hả? Có. Có, nhưng mà trong tình huống nào? Chẳng phải. Có trong tình huống cái người này, nếu như là một người mắc nhiễm rừng hay một người thần xanh, chẳng may người con có rừng này ăn thịt thì cái tình huống nó phát triển. Và trong trường hợp này, cái bệnh này nó không có bữa xảy ra, nó rất là hy hữu. Cho nên người ta gọi đây là nó ký sinh cắn mọi nha. Mình cắn con gió. Là chương trình nó chỉ hoàn tất khi nào người đó bị một con thú rừng trong cái di truyền mà em nhiễm ký sinh trùng thì thường thường là
trong những đặc điểm mà các em nên quan tâm sau này các em khi mà ra làm nghề các em để ý có một cái mà các em phải để ý, ví dụ như khi một bệnh nhân nó vào mình thấy là nó có đi tới đi lui mình hoài mình cho nó làm trong cái máu mình thấy là cầu không đến mình ca tức là cái lưu thông tin nó hết chưa nó tăng cao thì em nhớ là một khi những con cái chứng trùng đặc biệt là những sáng khi mà sáng hoạt động trong cơ thể người đặc biệt là những người sống trong bệnh nhiệt đới thì nó sẽ làm tăng cái cầu thông tính. Cầu thông tính nó tăng trong rất nhiều trường hợp, trong đó có trường hợp những cái chứng trùng đặc biệt là những sáng nha. Và đối với lại là con hát cà đít thì biểu đồ mà tăng cái cầu thông tính này nó đem cái biểu đồ tăng về. Thì khi bắt đầu là những cái chứng thì khi mà ổ trùng nó nở ra trong ruột theo mạch máu nó đi đến phổi thì bắt đầu con cái bắt đầu tăng cao có khi tăng tới 50%. Và khi mà cái ruột thành cái dung dịch thành cái đẻ trứng thì bắt đầu con tính bắt đầu đổ về mạch máu và cái biểu đồ này là biểu đồ điển hình của Acalis thì tăng vào ruột sổ ra tuy các cục phần nó biểu hiện thời gian cái cục tôn nó biểu hiện cái phần trăm diễn bắt đầu giờ nói về cái chân mắt của cái chân trùng cái phần khác hay tự động nha chân mắt của cái chân trùng cái chân trùng nó cũng được đặt tên cho các nhà khoa học cũng như chúng ta tham gia để có thể nha cái chân trùng không phải nếu như các em gọi với nhau là con chân trùng thì chỉ có các em ví dụ trong một cái hội nghị khoa học các em gọi với nhau là chân trùng thì chỉ có các em người Việt với nhau hiểu nhau mà bạn bè y tế không hiểu nhưng mà các em phải dùng cái từ chung của nó tên khoa học của nó thì tất cả mọi người đều hiểu hết nha và cái tên khoa học của cái chân trùng của cái phần tên Latin thì nó có hai tên một tên là gọi là tên giống thì phần khoa tên gọi thông thường và em biết trong cái họ có các em thì biết xong bên cạnh dưới thì họ cũng sẽ đánh máy để nghiêm ví dụ như khi em biết hát ca đít là như con đét ta biết ngay đó là thành phố của ông thường nhưng mà khi em nói hát ca đít dương thì sẽ biết đó là thành phố của con nghèo nghe chưa trong khi đôi đét là con ca đít đó là con thương đương khi tôi biết cái đưa ra là con tóc đưa ra là nhìn một con nhân vật thế thì tên giáo người ta cũng qua tên gọi người ta cũng thường cái xong thằng nghiêm bây giờ em thí sinh là hàng tầng cái thầy chị nên thấy là một cái sinh trùng nó hoạt động có thể xảy ra ngay một là gì không có dữ liệu sẵn sàng người đó là gì là hai là gì hai là có dữ liệu sẵn sàng thì chúng ta nói là do sinh trùng thì chẳng đó chúng ta dựa vào cái gì đầu tiên chúng ta phải dựa vào dữ liệu sẵn sàng nha. Thế thì dựa vào biểu hiện lâm sàng không đủ thì chẳng có không? Ta phải dựa vào gì nữa em? Ta phải dựa vào gì nữa? Bây giờ nếu mà em chỉ dựa vào lâm sàng thì em cho xét nghiệm tiền nữa không? Hả? Để cái tập gì nữa? Dịch tệ. Có ví dụ nha. Có ví dụ một bé 5 tuổi nó nhập vào bệnh viện chỉ nhầm một là số và cái bệnh viện còn mưa nha thì cái người bác sĩ sẽ nghĩ nhiều đến gì sơ sinh đi nhưng có một thanh niên khoảng 25 tuổi sắp vào nghề rừng sắp qua nước đầu và thời gian vào bệnh viện nhiệt đới và người sốt nghĩ đến gì ok thế thì tại sao hai cái đều biểu hiện lâm sàng là sốt một người là bị sốt xuất huyết người là bị sốt rét ngoài cái biểu hiện lâm sàng thì nó còn cái gì nữa chứng sốt thì sốt thì sẽ nó là cái gì nha hả tuổi nè khí hậu nè nơi ở nè nghề nghiệp nè tất cả những cái đó tức là đầu tiên chúng ta phải chịu đựng những cái này là cái gì đó 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 là bắt giờ ngoài nhà bố đi
là sao? Phương pháp trực tiếp là cái phương pháp đó người ta tìm thấy con cái sinh tồn hay nhân bản. Ví dụ nghe thấy con coi cái xương rỗ và là gì cái xương móc xương tóc là một cái tiêu bản cho bé thấy thấy con cái sinh tồn của bé cái thể của bé và trong cái cái phần nó nha. Hoặc là chúng ta soi một cái tấm thủy chúng ta thấy cái phần nắng của áo quần của mình có cái màu đồng ví dụ như thế. Thế thì yeah.